Mừng bạn đến với kênh podcast của Melbourne Polytechnic Việt Nam. Tôi ở đây cùng với bạn vượt qua những tháng ngày ôn thi vất vả. Hy vọng qua những số podcast trên kênh của Mel có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái tinh thần, ôn tập và vượt qua kỳ thi với tâm thế tốt nhất. Giờ chúng ta cùng vào số podcast đầu tiên của Mel nhé. Từ hôm nay, chúng ta đã chạm ngưỡng giữa tháng 4 rồi, tức là chỉ còn hơn 2 tháng nữa sẽ đến thời gian thi tốt nghiệp. Nhưng bạn vẫn còn đang băn khoăn với lựa chọn trường học và định hướng sau này của bản thân đúng không? Trong thời gian ôn thi, chắc hẳn nhiều bạn đã từng ít nhất một lần nghe thấy ai đó hoặc ở đâu đó có người nói với bạn rằng học trường đại học nào cũng được, miễn là có bằng đại học. Hoặc thông thường họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi như là học trường đại học nào, dự định thi trường nào, đúng không? Dường như tất cả mọi người quên mất việc cần phải hỏi đó là bạn thích làm gì nhất. Và cũng từ đó, bạn thường xuyên được khuyên rằng hãy học thật nhiều vào, cố gắng để có được cái bằng đại học. Vẫn còn rất nhiều phụ huynh luôn dựa vào bằng cấp và định kiến đại học để đánh giá về sự nỗ lực của con cái. Tuy nhiên, nếu chỉ vì không muốn làm người khác phiền lòng, không muốn xấu hổ trước mặt bạn bè và không muốn bố mẹ nghĩ rằng bạn không nỗ lực mà cố đấm ăn xôi để vào một trường nào đó, thì quả thực bạn đang tự đánh mất cơ hội cho chính mình đấy. Trong quá trình làm giáo dục, không ít lần Mel nghe thấy các bạn học sinh đặt câu hỏi rằng bằng cấp liệu có quan trọng không? Nếu không được nhận bằng ở một trường top thì có đánh mất cơ hội cho tương lai không? Đây là một định kiến cố hữu từ 10 năm trước mà vẫn còn tồn đọng trong không ít học sinh và phụ huynh hiện nay. Thực sự các bạn trẻ không nên đặt cược số phận tương lai của mình vào bằng cấp nữa, bởi vì những cử nhân đại học, thạc sĩ cũng có thể tuột mất cơ hội chứ không riêng gì ai. Việc bạn không học một trường điểm top không phải là thước đo đánh giá bạn có pass phỏng vấn xin việc hay không. Và bằng cấp không cho bạn một công việc. Bằng cấp chỉ được dùng để nhà tuyển dụng có thể xác định bạn là người có học hành, bạn đã được đào tạo chuyên ngành và kỹ năng để phục vụ cho công việc người ta đang tìm kiếm, và bạn đã sẵn sàng cho một công việc. Bởi thế, khi đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường đặt câu hỏi là em đã nhận bằng rồi đúng không? Có nghĩa là em đã đủ điều kiện để bắt đầu cuộc phỏng vấn này. Vậy đấy, sau câu hỏi đó sẽ là quá trình nhà tuyển dụng mổ xẻ chuyên môn, kỹ năng của bạn thay vì tìm hiểu bạn học trường nào. Nghe xong chắc nhiều bạn sẽ nghĩ, đương nhiên thế thì phải chọn trường trước rồi, đúng không? Chọn trường hay chọn ngành trước sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn là gì. Sau đó, bạn sẽ vạch ra lộ trình cần làm những gì để đạt được mục tiêu đấy. Lấy ví dụ nhé, có một bạn tên là Lan, bạn ấy thích làm những công việc về sáng tạo và xác định được mục tiêu của bạn ấy sẽ làm ngành truyền thông. Khi tìm hiểu thì bạn ấy thấy rằng rất nhiều công ty ngày nay cần ngành truyền thông, và bất cứ công ty nào có sản phẩm cần mang ra thị trường thì đều sẽ có phòng truyền thông. Vậy nên Lan chọn ngành truyền thông, và tiếp đó Lan xem trường nào đào tạo ngành này đáp ứng các tiêu chí mà bạn ấy đặt ra, ví dụ như là đầu vào dễ này, gần nhà, môi trường năng động, trẻ trung, vân vân. Thêm một ví dụ nữa nhé. Giả sử như là bạn nam, bạn ấy thích đi du học nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Để có thể bỏ mấy chục nghìn đô cho một năm học thì khá là quá sức đối với bố mẹ của bạn ấy. Và bố mẹ nam cũng không muốn ủng hộ việc cho con mình ở một đất nước xa lạ khi mới rời xa vòng tay bố mẹ. Cho nên Nam đã lựa chọn một trường có cấp bằng quốc tế và có thể chuyển tiếp ra nước ngoài hoặc định cư ở bên nước ngoài. Vậy trong trường hợp này, Nam chọn trường trước hay là chọn ngành trước? Việc chọn ngành trước hay là chọn trường trước sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của bạn. Mel chỉ mong rằng bạn sẽ có thể hiểu được chính mình và xác định được rõ mục tiêu, lộ trình khi đứng trước nhiều lựa chọn cho tương lai. Tập podcast đầu tiên của Mel sẽ dừng lại tại đây. Mel hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo. Nếu các bạn muốn Mel nói thêm về chủ đề nào thì các bạn có thể gửi vào hòm thư góp ý ở link dưới comment nhé. Mel rất vui khi được đồng hành và trao đổi cùng các bạn trong các tập Mel podcast tương lai. Chúc các bạn sẽ có những ngày tháng ôn thi hiệu quả và có sức khỏe tinh thần tốt nhất. Mel luôn ở đây cùng với các bạn. Chào tạm biệt. Hãy để tôi đưa em vào một đời êm đềm, khi tim còn đang trẻ, khi ta còn
say mê, hãy để chuyện yêu nhau làm cuộc sống thêm màu như muôn vàn u sầu.